Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn lần đầu tiên truy cập kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một cái con app cho chúng ta khai thác miễn phí cái đồng BCN. Thì tương tự cũng như những cái con app khai thác cái đồng tự đồng coin khác thì cái con app này nó cho chúng ta khai thác một ngày, chúng ta bấm vào, chúng ta bấm khai thác một lần. Thì app này nó cũng có rất từ lâu rồi, nhưng mà mình thì không tin tưởng những cái con app cho đảo miễn phí những cái đồng token này cho lắm. Thì mình cũng kiên trì cứ ngày nào mình cũng vào khai thác, và mình cũng đã khai thác được 658 cái đồng BCN này, và xấp xỉ của nó là 493 đô nhé các bạn. Một cái đồng BCN này là bằng xấp xỉ 0,75 giá IDO, và nó sẽ thanh toán cho chúng ta vào cái giai đoạn 4 mở sau KIC. Thì cực kỳ là ngon nhé các bạn. Và đây là cái khai thác, tốc độ khai thác của mình là 0,19. Đây, mỗi một ngày thì các bạn vào khai thác một lần thì bạn sẽ nhận được 12 token BCN nhé các bạn. Đây, ngày nào danh sách của mình cũng khai thác rất là lâu rồi. Đó. Nhưng mà do là ngày hôm nay thì mình đã tìm hiểu ở trên rất là nhiều những cái trang mạng xã hội, và đặc biệt là ở trên kênh YouTube và các chuyên gia về tiền ảo, thì họ khuyến nghị là cái đồng coin này rất là uy tín. Thì chốc nữa mình sẽ nói với các bạn nó uy tín như thế nào ở cái gần cuối video nhé các bạn. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tải app này và đăng ký tài khoản, nhập mã mời. Đó, và chúng ta khai thác cái đồng coin này nhé các bạn. Bây giờ các bạn hãy mở cái kho ứng dụng ra. Các bạn tải cho mình cái app có tên như sau: Bitcoin Negan. Thì các bạn bấm tải nhé. Ở đây thì mình đã tải rồi, cho nên là mình chỉ việc bấm mở thôi. Và cái app này nó có cả ở trên hệ điều hành Android và iOS nhé các bạn. Đó, thì các bạn có thể tải ở trên hai cái hệ điều hành này. Rồi, sau khi tải xong thì các bạn bấm mở cho mình nhé. Các bạn bấm mở thì nó sẽ ra một cái giao diện app như thế này. Đó, thì chúng ta sẽ chọn những cái hình thức đăng nhập ở đây. Thì mình thường thì mình đăng nhập bằng tài khoản Google. Thì các bạn kích vào đây. Ở đây thì mình sẽ chọn cái địa chỉ email cho các bạn. Các bạn sử dụng địa chỉ email nào thì các bạn đăng nhập. Các bạn kích vào đây để chúng ta đăng nhập nhé. Và đăng ký luôn. Ở đây thì mình sẽ nhập cái mật khẩu của EMI nhé các bạn. Sau khi nhập xong mật khẩu thì các bạn đăng nhập vào, thì nó sẽ chuyển vào cái app này cho chúng ta. Thì ở đây mình đang khai thác dở, cho nên là mình sẽ không bấm được khai thác. Còn nếu mà bạn mà chưa khai thác nhé, thì cái vòng tròn này nó không phải là vòng đen, mà nó sẽ là một cái vòng vàng, vòng màu vàng. Thì các bạn kích vào đây thì nó sẽ có cái đồng hồ số nó chạy nhảy ở đây nhé các bạn. Và cái số cái đồng coin của các bạn đào được thì nó sẽ hiện ở đây luôn. Rồi, tiếp theo thì các bạn bấm vào cái mục ví cho mình. Đó, cái ví này thì sau khi KIC thì nó sẽ chuyển toàn bộ cái số token của chúng ta về cái phần ví này. Và sau đó thì chúng ta sẽ rút về ví Chutcoinet hoặc là với MetaMask sau. Rồi, tiếp theo các bạn bấm vào mục này cho mình. Thì đây là cái mục nhóm khai thác nhé các bạn. Sau khi các bạn giới thiệu được các bạn bè khai thác thì nó sẽ hiện danh sách ở đây. Và các bạn giới thiệu được bạn bè tham gia khai thác thì bạn sẽ được x cái phần trăm khai thác, tốc độ khai thác nhé các bạn. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào cái phần răng cưa cho mình. Ở đây thì nó có cái phần thông tin của mình này. Và cái phần giấy trắng này là cái phần những cái thông tin về cái dự án. Tiếp theo là cái hồ sơ và câu hỏi thường gặp này. Và ngôn ngữ thì nó có ngôn ngữ tiếng Việt nhé các bạn. Các bạn có thể chọn ngôn ngữ tiếng Việt hoặc là những ngôn ngữ khác. Sau đó thì các bạn bấm hoàn thành thì chúng ta sẽ đổi sang cái ngôn ngữ dễ sử dụng. Rồi, tiếp theo xin mời các bạn bấm về nút Home. Ở đây thì các bạn bấm vào cái nút này trên mình. Ở đây thì cái tổng số của mình khai thác được bao nhiêu nó sẽ hiện lên đây. Và nó quy ra đô luôn nhé các bạn. Nó quy ra đô luôn. Và một cái đồng BCN này xấp xỉ 0,75 nó sẽ ra thành đô luôn. Và đây là những cái lịch sử mà mình khai thác được. Cứ mỗi một ngày mình sẽ vào khai thác một lần thì nó sẽ hiện những cái lịch sử ở đây nha các bạn. Rồi sau đó các bạn back lại cho mình. Tiếp theo các bạn bấm vào cái nút chuông ở đây. Cái chuông ở đây thì nó cũng là báo lịch sử khai thác của mình nhé các bạn. Đấy. Khai thác hoàn thành. Cứ hết một ngày khai thác thì nó sẽ hiện ở đây nha các bạn.
và những cái thông báo về kiểu của cái app này hoặc là những cái dự án thì nó sẽ thông báo ở đây cho mình. Đó, sau đó thì các bạn back lại cho mình nhé. Ở đây thì có một cái app này, hiện tại dự án này nó đang cho chúng ta làm một cái nhiệm vụ AROP và nó sẽ kết thúc vào 21 ngày nữa, thì các bạn kích vào đây cho mình cái bảng màu vàng đây nhé. Các bạn kích vào đây để chúng ta chọn truy cập Internet. Rồi sau khi mà các bạn chọn truy cập Internet thì nó sẽ hiện ra một cái trang như thế này. Và đây là cái trang chủ của cái dự án này nhé các bạn. Bitcoin Negen, đây là cái trang chủ của dự án. Thì cái kèo AROP này nó sẽ kết thúc là 21 ngày nữa, 18 giờ 46 phút. Và ở đây thì các bạn có thể là mua mua trước cái đồng token này, hoặc là các bạn làm cái AROP, thì tổng số còn lại của AROP là còn 2.281.300 cái đồng token BCL nha các bạn. Các bạn kích vào đây cho mình máy bay nhé, tức là AROP nha các bạn. Số lượng AROP là 10 triệu cái token BCN. Quy tắc AROP BCN sẽ kết thúc AROP và cộng đồng vào 10 giờ ngày 28 tháng 2. Người dùng trong cộng đồng có thể tham gia AROP bằng cách cài đặt ứng dụng Bitcoin Legend. Việc khai thác phải được thực hiện ít nhất cho đến khi kết thúc AROP. Lượng AROP ban đầu là 50 BCN. AROP hoàn toàn miễn phí và phần thưởng AROP sẽ được phân phối cho ứng dụng khai thác sau khi AROP kết thúc. Tức là sau khi kết thúc AROP mà phần thưởng của cái AROP này nó sẽ trả về cái ứng dụng Bitcoin Negen nha các bạn. Rồi tiếp theo, nội quy lời mời. Người dùng có thể nhận thêm phần thưởng mã thông báo BCN bằng cách mời bạn bè tham gia AROP. Bạn có thể nhận được 50 mã thông báo BCN cho mỗi người bạn và bạn mời. Đó. Bạn có thể mời tối đa 50 người bạn và nhận được 2.500 cái token mã thông báo BCN nhé các bạn. Số lượng AROP sẽ có hạn và việc phát hành BCN là ít. Giá ước tính của BCN là 0,75 đô, giá cực kỳ cao đó các bạn. Hãy nhanh tay và chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Ở đây là nhóm mời nha các bạn, thì cái đây là cái quy tắc của nhóm mời, thì các bạn có thể tìm hiểu ở đây. 50 BCN trên một người nhân với 0,75 đô là bạn sẽ được 37,5 USDT. Đó, cực kỳ là ngon nhé. Và 50 BCN trên một người dùng nhân với tối đa là 50 người. Nếu mà bạn giới thiệu được 50 người thì sẽ nhân với cái số này thì các bạn sẽ được 2.500 BCN và nhân ra thì được 1.875 USD. Quá là ngon nhé các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy link để chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ. Đầu tiên thì bây giờ các bạn hãy quay trở lại app cho mình. Đây, các bạn quay trở lại app nhé các bạn bấm vào cái hình răng cưa cho mình. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào hồ sơ. Ở đây thì các bạn để ý cho mình, ở đây nó có một cái mã thông báo, các bạn copy cái mã thông báo này cho mình. Rồi sau đó các bạn quay trở lại cái link AROP nhé. Các bạn quay trở lại đây, các bạn dán cho mình cái mã mời vào đây. Sau đó các bạn bấm đi. Thì nó sẽ loát ra những cái nội dung này cho chúng ta. Nội dung này là cái nội dung để chúng ta gửi đi, để chúng ta gửi lời mời nhé các bạn. Thì các bạn bấm vào cái nút này để chúng ta sao chép toàn bộ cái nội dung này. Sau đó thì các bạn chia sẻ đến cho các bạn bè để các bạn nhận những miễn phí những cái đồng token BCN này. Rồi tiếp theo các bạn tham gia vào hai cái nhóm mạng xã hội này nhé các bạn. Là như vậy là các bạn đã hoàn thành cái kèo AROP rồi. Và các bạn kéo lên cho mình. Ở đây thì nó sẽ cho chúng ta cái mã hợp đồng thông minh. Đây là cái mã contract nhé các bạn. Cái mã token BCN. Thì các bạn có thể add cái token này vào trong cái ví chốt Coinnet hoặc là MetaMask đều được. Và cái lưu ý, các bạn hãy lưu ý là mỗi một ngày 23 tiếng đồng hồ thì các bạn quay trở lại vào app, các bạn bấm khai thác một lần nhé các bạn. Ok, thì cái video chia sẻ cái app cho chúng ta đào miễn phí cái đồng BCL đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.